Chúc anh chào ở nhà nhé. Hãy chia sẻ hai cái chai lết. Thì không to nhưng rất là đẹp, mình thích. Cái này tay cành nhé, cao gì 5 mét đây. Tay cành rất đẹp, cái chai. Cái này vanh gốc là 80, cách mét là 60, phát 2m3. Cái gốc nuột. Chai quả tròn, chai lếp, da đỏ. Thân nuột, tắp luôn. Cái này chờ. Tay cảnh rất là đẹp. Mít cây nào? Cái mít là cái đất đẹp kia em ơi. Mít gì đấy? Mít mật hay mít dai? Bạn mua cái cảnh nó phải đẹp em ạ. Ui cái sau cái có rất nhiều cái bọ ngựa hay cái gì nó lắp ở anh em nhỉ? Cái ôi ôi, cái đằng kia anh vừa nhìn thấy một tổ kìa. Ông gì? Ông bò vẽ ôi, ôi, nó lao ra mà chết luôn à? Vừa rồi đốt lấy ông rồi nhưng mà nó lại vẫn làm tiếp đấy. Còn con nào không? Còn đấy nhỉ? Ôi, ông bò vẽ này. Ông bò vẽ này nổi tiếng đấy. Chết chết. Anh thì tưởng cái đẹp quá. Vừa mới đốt rồi. Nhưng mà nó kiểu mình để lại anh nó vẫn làm. Cái chai kia đây anh thấy đang ra ấy nhỉ? Đang ra hoa nữa sao nhỉ? Cái chay này này. Lụ. Ừ, vì tháng 7, tháng 5, tháng 6 là có quả rồi mà. À. Chay tháng 5, tháng 6 mà. Em đã bảo nhà em cái cây xoài kia thì nó ra quanh năm luôn anh ạ. Ừ. Bà ngoại được biếu quả nhiều quá nên chả cần nữa. Đồng bà ngoại có con gái sướng được được ăn đồ biếu. Con rể nó biếu. Ô mình tưởng Đạt vẫn nằm ở phòng giáo dục ấy. Thôi về đỡ vất vả, trên đi. Vất vả lắm. Rượu chè. Cây thứ hai nhá. Cây này cây tam đa này, cây này chơi bonsai được. Đây. Các bạn nhìn này. Cây này vanh gốc 80. Anh giữa thân 70, thoát được 70. Đấy, nhưng mà đấy, này, lấy như thế này thôi. Cây tam đa. Đều, đẹp. Vành hai cành này, đi xịt luôn tam đa. 50 này, 50. Đấy. Đấy. Cắt thấp thấp đi chơi tam đa như này bạn này, nuôi. Đấy. Quả nó tròn xe à em ơi? Đã. Quả nó tròn à? Quả tròn đấy ạ. Ruột đỏ quả tròn là chai lếp. Vâng. Quả nó méo méo đấy thì... Quả tròn xe đấy. To. Rồi. Ô cái giọng giống giọng Đạt hết nhỉ? Ừ, anh nãy bảo chăm Đạt giảng bài ấy. Cái này. Ok. Loan có dạy không anh? Mất dạy rồi.
Lâu lắm có dạy đâu, có tuổi dạy gì nữa. Ừ, nhưng mà già lâu lắm không dạy. Thôi giờ dạy làm gì? Tám làm gì nữa? À, bao giờ làm nghỉ ban giám hiệu nữa, càng nhàn. Ok. Làm nó vất vả này. Ok. 10 năm nữa, ai làm 10 năm nữa được. Ok nhá, chào cả nhà nhé.